Phần 6. Quyển sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. 4 là tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng. Quyền lực luôn có nguy cơ bị tha hóa. Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, cho nên phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát. Việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó. Quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn. Do vậy, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát để đảm bảo quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn, không bị tha hóa. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ có biểu hiện tham nhũng, gây nhiều dư luận, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và quan trọng hơn là phải ngăn ngừa tận gốc những sai phạm, khuyết điểm một cách căn cơ, bài bản bằng các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Nói một cách hình ảnh là phải nhốt quyền lực vào trong lòng cơ chế. Phải tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Tăng cường giám sát trong nội bộ tập thể lãnh đạo. Công khai quy trình sử dụng quyền lực theo pháp luật để cán bộ, nhân dân giám sát. Cán bộ lãnh đạo ở các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật. Bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ cho nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và tự giác chịu sự giám sát của nhân dân. Công quỹ là của công, cho nên một xu, một hào cũng không được chi dùng bừa bãi. Công quyền là vì dân, cho nên không được mãi mãi vì riêng tư. Phải thực sự chí công vô tư, công tư phân minh, công trước tư sau. Vì công mà quên tư, mọi việc đều xuất phát từ dân, vì dân. 5 là nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là ở các địa phương, cơ sở. Xử lý ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng vặt, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm toán vào những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, xử lý ngăn chặn có hiệu quả, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ. Bổ sung hoàn thiện quy định về xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhưng không phát hiện được sai phạm. Sau đó sai phạm này được phát hiện bởi các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khác. Có các giải pháp phù hợp, thuận lợi, an toàn để khuyến khích và kịp thời xử lý thông tin cho người dân phát hiện, phản ánh, tố giác. Tích cực xác minh, kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài sản, đồng thời triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng kinh tế. 6 là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng,
chống tham nhũng. Tiếp tục kiện toàn, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan phòng chống tham nhũng, giúp việc các cấp ủy từ trung ương đến cơ sở. Các cơ quan nội chính kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm soát, xét xử phải là những thanh bảo kiếm sắc bén, có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân, có nghiệp vụ, bản lĩnh bảo vệ cái đúng, chỉ rõ cái sai, can ngăn những việc làm chưa đúng, có quy định để ngăn ngừa có hiệu quả những sự tác động không theo đúng quy định của đảng và pháp luật của nhà nước vào hoạt động của các cơ quan này. Điều đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định là những người làm công tác phòng chống tham nhũng nói chung, những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng nói riêng phải thật sự liêm chính, trong sạch, biết gương mẫu, giữ mình, trọng liêm sĩ, không chịu bất cứ sức ép, không trong sáng nào, bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội. Đấu tranh phòng chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài. Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là từ sau đại hội khóa 12 của đảng đến nay, chúng ta có cơ sở để tin rằng với quyết tâm chính trị cao của đảng, nhà nước, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp, tổ chức đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt hơn nữa. Tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, góp phần xây dựng đảng ta, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân. Tôi đề nghị các đồng chí, trên từng cương vị công tác của mình, trước hết là những người đứng đầu, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân và đất nước, gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, nhất là tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần vào thành công chung của cả nước. Phát biểu kết luận tại Hội nghị Toàn quốc năm 2020, hôm nay, trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi và đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc khóa 13 của Đảng, chúng ta tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng. Chúng ta cũng đã từng tổ chức Hội nghị Toàn quốc bàn về nội dung này vào các năm 2014 và 2018. Nhưng đó là những hội nghị tổng kết hàng năm. Lần này, khác với hội nghị lần trước, ở chỗ là để tổng kết, đánh giá kết quả công tác trong 8 năm qua và bàn những biện pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Với quy mô lớn, số lượng đông và thành phần rộng hơn, gần 700 đại biểu dự hội nghị tập trung tại Hội trường Quốc phòng và gần 5.000 đại biểu tại hơn 80 điểm cầu trực tuyến trên cả nước. Đây là hội nghị toàn quốc có quy mô lớn về công tác phòng chống tham nhũng kể từ khi thành lập Ban chỉ đạo năm 2013 đến nay. Tôi xin thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí đã tham dự hội nghị rất đông đủ và đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, mang đến cho hội nghị một tinh thần phấn đấu, đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất cao. Tôi cũng xin gửi đến đại biểu có mặt tại hội trường này và các đồng chí có mặt ở các đầu cầu lời thân ái, lời thăm hỏi, chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị của chúng ta đã nghe báo cáo của các ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng và ý kiến phát biểu của một số đại biểu. Tất cả các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao đối với nội dung báo cáo, đồng thời bổ sung làm rõ thêm vấn đề, nêu thêm một số kinh nghiệm quý, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Để kết thúc hội nghị, tôi xin được thay mặt ban chỉ đạo phát biểu thêm một số ý kiến có tính chất khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Một lớn, nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, nhất là sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội khóa 12 của Đảng. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và với mong muốn và quyết tâm tạo bước chuyển biến mới rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Hội nghị Trung ương năm khóa 11 tháng 5 2012 đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Thực hiện chủ trương này, ngày 1 tháng 2 năm 2013, Bộ Chính trị khóa 11 đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo với thành phần gồm những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan hết sức quan trọng của Đảng ta và nhà nước ta. Qua tổng kết và nghe các ý kiến phát biểu, qua kết quả cụ thể và qua điều tra dư luận xã hội, sự đánh giá của các tổ chức quốc tế, chúng ta có thể khẳng định rằng từ sau khi thành lập Ban chỉ đạo đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội khóa 12 của Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự đã trở thành phong trào xu thế. Được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, tuyệt đại đa số ý kiến người dân, 93% bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, khiến cho mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trở nên trơ trẽn, nực cười. Đó là thành công lớn trong công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta. Nổi bật là một nhỏ, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của đảng, nhà nước trong chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng, thanh tra, kiểm toán của nhà nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đảng và bộ máy nhà nước, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường chỉ đạo, chủ động, tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, cả trong lực lượng vũ trang, là một cách bài bản, nghiêm minh từ trên xuống dưới. Có trọng tâm, trọng điểm, kỷ luật đảng đi trước, tạo tiền đề mở đường cho thanh tra, kiểm tra, xử lý hình sự theo đúng pháp luật. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần kiên quyết, mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra xuống đến cả cấp ủy, cấp huyện và cơ sở, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương,
Trong giai đoạn 2013-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội khóa 12 đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ đảng viên. Trong đó có hơn 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng. Đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, 27 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng. Trong lực lượng vũ trang, đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra kỷ luật của đảng. Ngành thanh tra, kiểm toán có nhiều cố gắng, công tâm, khách quan, làm rõ sai phạm, kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan, thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước, nhất là tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm và công khai các sai phạm liên quan đến nhiều dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hơn 700.000 tỷ đồng, hơn 20.000 hectare đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14.000 tập thể. Nhiều cá nhân chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành kiên quyết, không khoan nhượng, không nương nhẹ, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn. Có lý, có tình, hầu hết các đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình, tâm phục, khẩu phục, ăn năn, hối lỗi, xin lỗi đảng, nhà nước, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ, được dư luận, nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, tạo bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng. Đã xử lý dứt điểm nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, cả những vụ tồn động kéo dài từ nhiều năm trước. Với nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự, cả ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ kinh tế trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng, với gần 4.400 bị cáo. Riêng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án, 814 bị cáo, trong đó có 18 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự, 1 ủy viên Bộ Chính trị, 7 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, 7 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian qua càng chứng tỏ chúng ta đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo, quan điểm. Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Tôi đã nhiều lần nói rằng việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh kỷ luật của đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của đảng, nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và cương quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm, công tác thu hồi tài sản tham nhũng cũng có nhiều chuyển biến tích cực.
việc kê biên thu giữ tài sản trong nhiều vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng đạt khá cao. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế được nâng lên rõ rệt. Nếu năm 2013, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn thi hành án chỉ đạt dưới 10%, thì bình quân giai đoạn 2013-2020 đạt tỷ lệ 32,04%. Công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Nhiều địa phương, bộ ngành đã chú ý, nghiêm ngặt, ngăn chặn, xử lý tệ nạn tham nhũng vặt. Hai nhỏ, đi đôi với tập trung chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế, xã hội và phòng chống tham nhũng cũng được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan tham mưu giúp việc của Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, quy định mới, mạnh mẽ, quyết liệt về xây dựng, chỉnh đốn đảng, hoàn thiện thể chế về kinh tế xã hội, về phòng chống tham nhũng. Nhiều quy định, nghị quyết được quán triệt và thực hiện nghiêm túc đi vào cuộc sống, khắc phục một bước những sơ hở, bất cập làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Có thể khẳng định, cho đến nay, các chủ trương quy định của đảng, các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng của chúng ta cơ bản đã tương đối đầy đủ. Cái cần nhất là sự tự giác, sự thống nhất cao về ý thức, ý chí và hành động là tổ chức thực hiện. Vừa qua chúng ta đã làm tốt nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Ba nhỏ, công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm, giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực. Công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của đảng, nhiều quy định được ban hành đồng bộ, khả thi, đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại trước đây trong công tác cán bộ. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua là một minh chứng, là bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác cán bộ của chúng ta. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Công tác tiếp cận, xử lý giải pháp, phản đối những phản ánh, kiến nghị của người dân và đối thoại với các tầng lớp nhân dân được quan tâm. Tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, thanh toán không dùng tiền mặt, sửa đổi ban hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn, cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Bốn nhỏ, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng được tăng cường và có nhiều đổi mới. Sự giám sát của các cơ quan dân cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí, truyền thông trong phòng chống tham nhũng được phát huy tốt hơn. Hoạt động thông tin, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. Nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng được nâng lên. Công khai kết quả thanh tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Kinh tế chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề nhạy cảm,
dư luận quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã hội và cũng thể hiện sự công khai, minh bạch của đảng, nhà nước trong xử lý tham nhũng. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực đồng hành cùng đảng, nhà nước và các cơ quan chức năng trong phòng chống tham nhũng, vừa tuyên truyền vừa tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng chống tham nhũng của đảng, nhà nước ta. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng, không chỉ giám sát thường xuyên trong các kỳ họp mà tần suất giám sát chuyên đề về phòng chống tham nhũng cũng được nâng lên. Hội đồng Nhân dân quan tâm giám sát nhiều hơn đối với công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các cấp, các tổ chức, thành viên tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, gây nhiều bức xúc trong nhân dân, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý thông tin, báo chí nêu về tiêu cực, tham nhũng, tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Năm nhỏ, chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả, hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng, phòng chống tham nhũng, tích cực hợp tác quốc tế và từng bước mở rộng hoạt động phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ sung với nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Ban chỉ đạo lựa chọn khâu yếu, việc khó để tập trung chỉ đạo khắc phục, làm việc rất nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản, nề nếp, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, quyết tâm cao và hiệu quả, công việc ngày càng cao. Ban chỉ đạo thực sự là tổng chỉ huy, là nhạc trưởng của công tác phòng chống tham nhũng. Ban nội chính Trung ương và Ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy được tái lập đã có nhiều nỗ lực cố gắng nâng cao hiệu quả tham mưu. Về công tác phòng chống tham nhũng, Ban nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã chủ động, sâu sát, kiên quyết, kiên trì, có bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Ban chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường, nhất là phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát nội chính của đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán với các cơ quan điều tra, giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương, địa phương và các bộ, ngành, chức năng ngày càng chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn. Hợp tác kinh tế về phòng chống tham nhũng được tăng cường, hoạt động phòng chống tham nhũng từng bước được mở rộng ra khu vực ngoài nhà nước. Phần 6 đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào phần 7 tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.